Tại hội thảo, các doanh nghiệp trong ngành tiêu dùng nhanh cùng các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý cùng phân tích, nhận định và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường nội địa. Đại diện vụ thị trường trong nước, vụ công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương cho biết, nhóm hàng tiêu dùng nhanh đóng vai trò lớn trong đời sống người dân do được tiêu dùng hàng ngày, tần suất sử dụng cao, nhu cầu lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức khi tham gia sâu rộng vào quá trình hội nhập với các hiệp định FTA, TPP. Hệ thống phân phối các mặt hàng tiêu dùng nhanh của Việt Nam còn nhiều bất cập, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Trong hoạt động phân phối sản phẩm, các doanh nghiệp còn quá chú trọng đến phát triển thị trường khu vực thành thị, chưa chú trọng đến khu vực nông thôn, vân vân. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh, ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc mở rộng phát triển hệ thống phân phối hàng tiêu dùng nhanh của Việt Nam, tăng cường triển khai thực hiện các cơ chế chính sách nhằm củng cố phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương nhằm gắn kết thị trường và các địa phương. Về phía các doanh nghiệp, Hiệp hội cần đầu tư cải tiến áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục thực hiện mở rộng và nghiên cứu thị trường, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt, giúp người tiêu dùng định vị và nhận biết sản phẩm. Thứ trưởng cũng cho rằng các doanh nghiệp cần nghiên cứu điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh trong xây dựng cơ chế chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, thời điểm Cộng đồng Kinh tế ASEAN có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.